Hello anh em, lại là Hồng Ritten đây. Hôm nay mình không quay về xe nữa mà mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái quán cà phê gu rất là đẹp, rất là chất luôn nha. Thật ra lúc đầu á, nhà mình chuyển qua ở quận 12 á, mình đi ngang cái ngôi nhà này cách đây mấy tháng rồi. Mình thấy á, là cái nhà nó mang cái phong cách Tây Bắc từ cái hàng rào tới cái cổng thôi, mình chưa bước vào trong nha. Thì mình cứ nghĩ là anh chủ qua đây ảnh đam mê hoặc là ảnh yêu thích cái kiến trúc của Tây Bắc thì ảnh làm cái nhà để ảnh ở. Thì mình rất là ngưỡng mộ luôn. Nhưng mà mình đâu có nghĩ là một ngày á, là cái bảng hiệu đặt lên cái thấy chữ Mỹ Coffee cái mình biết ngay đây là cái quán cà phê rồi. Thì mình đi khám phá liền, mình đi khám phá từ ban ngày tới ban đêm để mình coi thử là không khí ban ngày ban đêm và cái cảm giác nó tạo cho mình như thế nào. Đó là khi mà bước vào quán á, rồi nó tạo cho mình một cái khung trời ký ức. Thứ nhất là nó có hai hai cái quan trọng nhất là hai cái là trước đây á, Hồng đã từng làm một cái chuyến xuyên Việt 1 tháng, mình đi từ Nam ra Bắc và mình rất ấn tượng về các kiến trúc phong tục và những cái cảnh vật cũng như là cái vật dụng bài trí ở miền miền núi nha, miền núi miền ngoài á, Tây Bắc, Hà Giang này, Cao Bằng đồ này đó. Khi đó mình đi rất là nhiều cái quán như vậy, mình thấy rất là thích luôn. Mình không nghĩ là anh chủ anh đã đem cái không gian ở ngoài Tây Bắc vào trong thành phố Hồ Chí Minh tái hiện lại một cách rất là chân thật, rất là tỉ mỉ luôn, rất là chi tiết. Anh em trước khi vào cái quán này á, anh em nhìn sơ qua cái anh em đánh giá là cái quán này đẹp thì mình tất nhiên là mình sẽ đẹp, nhưng mà đối với Hồng á, Hồng rất là nể anh chủ ở những cái chi tiết nhỏ cực kỳ nhỏ luôn, anh cũng rất là chăm chút đó. Cái thứ nhất là cái ký ức về miền Tây Bắc của mình, và thứ hai là ở trong quán có rất là nhiều cái vật dụng này, rồi những cái trang thiết bị như là rồi cái báo chí, rồi các dụng cụ và các đồ gia dụng ngày xưa đó, nó cũng tạo cho mình một cái ký ức rất là xa xưa, một thời tuổi thơ của mình đã trải qua. Thì anh em mà có dịp á, nếu mà đi ngang đường Tô Ngọc Vân á, ghé ủng hộ quán nha. Thật ra mình rất là thích, mình không có PR gì cái quán này cả, nhưng mà cái gu mình cực kỳ thích và mình cũng ước mơ sau này mình có điều kiện mình cũng sẽ làm một cái căn nhà như vậy để mình ngồi chill, mình tận hưởng tuổi già chẳng hạn. Đó là cái mơ ước thôi, còn khi nào làm được hay không thì mình không biết. Thì quán đó, nó có 2 tầng, là tầng trệt ở dưới rất là rộng rãi, có sân vườn luôn nha, có những cái cảnh sân vườn rất là đẹp. Còn trên lầu á, thì có trong nhà và ở ngoài ban công. Ban công thì anh em thích ra chiêu thì chiêu. Ngoài ra thì anh em xem video của Hồng, anh em sẽ thấy rất là nhiều chi tiết Hồng quay, tại vì Hồng thích lắm, cái nào Hồng cũng thích cả, kể cả những cái vật dụng nho nhỏ thôi. Còn nước uống ở đây á thì giá rất là bình dân, chỉ từ 25 tới 50 cành, thì mình thấy nó rất là ổn trong cùng cái khu vực ha, với một cái không gian quán và cái mặt bằng quán như vậy thì mình thấy là rất là ok luôn. Nước đó thì mình cũng uống qua nhiều loại rồi, mình thấy cũng ok nè, từ cà phê tới các nước pha chế thì mình thấy nó cũng rất là ngon, rất là ngon luôn nha. Thì anh em á, có dịp ghé ghé đây mình ngồi mình cảm giác cái không gian và cái không khí khi anh em chưa biết đến Tây Bắc. Thì ngoài ban ngày á, thì Hồng cũng ghé lại ban đêm để Hồng coi cái sự lung linh quán cũng như thế nào. Thì Hồng cũng thật sự rất là bất ngờ cái quán khi lên đèn á, nó rất là ấm cúng luôn, nó tạo cho mình cái cảm giác y như cái gia đình ngày xưa của mình vậy đó. Rồi mình đi cái hôm tối thứ bảy thì khách cũng đông, khách cũng rất là đông. Mà đến lúc mà mình đợi khách về hết vắng vắng á, mình bắt đầu mình quay video. Thì anh em nào quan tâm á, thì cứ search là Mỹ Coffee ha, Mỹ Coffee and Tea ở quận 12 nha.